Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Thứ bảy tuần 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài bản mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo người, và ai có bệnh đều được người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah đã chép rằng: Này là tôi tớ ta đã chọn, là người ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho thần trí ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoài. Người không cãi cọ hay dứt lác, và không ai nghe tiếng người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã dập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc người khiến sự công minh được toàn thắng, dân ngoài sẽ hy vọng vào danh người. Sứ điệp: Thiên Chúa xót thương không nỡ bẻ gãy cây lau bị dập, không nỡ dập tắt tim đèn còn khói. Chúa thương ta cả khi ta đang lỗi lầm, hãy tin cậy lòng Chúa xót thương. Tự vấn 1. Tôi có nhận ra tình thương của Chúa đang tuôn đổ hàng ngày xuống trên cuộc đời tôi và gia đình tôi, để từ đó tôi tạ ơn Chúa và ngày càng sống tốt lành thánh thiện hơn không? 2. Tôi có tập luyện để chính mình cũng có một trái tim thương xót như Chúa, để từ đó tôi thương xót, cảm thông và tha thứ cho những người đã gây ra những lầm lỗi với tôi không? Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa có lòng yêu thương con người đến kỳ lạ. Khi con sống tốt, Chúa thương con đã đành, nhưng Chúa vẫn thương con và còn thương hơn khi con đang yếu đuối phản bội Chúa. Lúc con đang như cây sậy đã dập nát vì tội lỗi, Chúa không bỏ con nhưng còn săn sóc để con đứng dậy. Chúa nhờ bạn bè, anh chị em và nhất là các vị chủ chăn trong giáo hội để nhắc nhở, hướng dẫn con. Đôi khi Chúa dùng cả những biến cố xảy đến trong đời để thức tỉnh con. Xin cho con biết đón nhận những săn sóc của Chúa. Lúc con đang như tim đèn còn nghi ngút khói là lúc niềm tin con đang chao đảo với bao sóng gió cuộc đời. Chúa vẫn không bỏ con. Chúa dùng các phương thế trong giáo hội là lời Chúa và các bí tích. Chúa dùng anh em, bạn bè và các bề trên của con để củng cố lại niềm tin cho con. Lại còn bao lời cầu nguyện của giáo hội vây bọc để đỡ nâng đức tin cho con. Xin cho con đừng mất lòng trông cậy vào Chúa. Đứng trước lòng xót thương của Chúa đã dành cho con, con xin được vinh hạnh trở nên dụng cụ cho lòng Chúa thương xót. Xin đừng để con theo tính tự nhiên mà xa tránh hoặc khinh thường những anh chị em đang lỡ lầm. Trái lại, xin cho con biết luôn cầu nguyện, biết thông cảm và giúp đỡ anh em đứng dậy. Amen.